Nghệ sĩ hòa nhạc chính là những người đưa thương hiệu Pierre de Blayen đến gần với công chúng. Vào nửa đầu thế kỷ 19, đời sống âm nhạc ở Paris phát triển mạnh mẽ. Chopin, Liszt, Dioscene, Flaubert, Delacroix đều là những nhà văn học, nhà thơ, họa sĩ và nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỷ 19. Xu hướng lãng mạn trong tư tưởng đi cùng với văn hóa phong trào âm nhạc đã đạt tới đỉnh vinh quang của nghệ thuật. Có thể nói, viên ngọc của nghệ thuật Pháp, Piano Blayen, được vinh danh là di sản nghệ thuật hiện hữu của thế kỷ 19, bởi lẽ trải qua hơn 200 năm, từ những phong trào âm nhạc nhỏ gắn kết với các nghệ sĩ, phát hiện và tôn vinh các tài năng để họ chơi nhạc cụ của mình, từ đó mang thương hiệu đến gần với công chúng, tới những buổi hòa nhạc quốc tế. Năm 1827, phòng hòa nhạc Blayen, hay còn gọi là Salle Blayen, ra đời. Ngày 1 tháng 1 năm 1830, Camille Blayen tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên và biểu diễn trên cây đàn Piano Blayen, mở ra một xu hướng biểu diễn các buổi hòa nhạc trước công chúng. Ở thời điểm những năm 1830, có thể nói lúc ấy không có bất kỳ phòng hòa nhạc nào đúng nghĩa. Mặc dù có rất nhiều nơi được xây dựng nhằm cho mục đích này, những hội trường này được gọi là salons, bắt nguồn từ những salons văn học xuất hiện vào thời đại khai sáng. Camille có các sự kiện hòa nhạc là nơi công chúng và những người yêu âm nhạc có thể thưởng thức và đánh giá chất lượng âm thanh và chính là công cụ để quảng bá các nhạc cụ mà ông ấy bán. Những buổi hòa nhạc ngày càng tạo được tiếng vang và cái tên Piano Blayen bỗng trở thành một phần gắn kết tạo nên thành công cho các buổi biểu diễn, tự mình khẳng định đẳng cấp. Nếu Salle Blayen được ví như ngôi đền của âm nhạc cổ điển, nơi diễn ra các buổi biểu diễn của hàng loạt nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới, là trung tâm đời sống âm nhạc Paris, thì thương hiệu Piano Blayen là một trong những thương hiệu piano lâu đời nhất thế giới, là minh chứng sống cho kỷ nguyên của sự lãng mạn.